Giấc này hai 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 vợ chồng ấy nha. Bây Hai giờ anh chồng em chuẩn ngủ bị ra ăn hai chỗ mình ốc làm nha. đi hả? Ăn ốc này uống rượu luôn. Thôi, ăn ốc không đi. À, Nắng quá vậy. tính ăn Ừ. mà ốc rồi tính ăn gì nữa mà đòi uống uống rượu đặng rủ con ta lại hay Đó. À, vậy? Nấu gì chứ anh để Long đâu uống. cái nồi để đựng giỏ. Đòi đựng Trời ơi, giỏ. Trời còn ốc ơi. trong đó đó nha. Để em lên đây em vắt hết đi. Em đây em lấy ốc hết đi. Ốc nhiều quá sao để hết. Hả? Ăn hết Ốc không? dữ Thôi lắm để rồi. lại chừa lại cho nó ăn chứ. Rồi xét xét vô coi ăn ốc Thôi rồi. À, Trời sao ơi. thấy thấy ốc sao mà chị xuyến Ngon lắm. ngon Để ha, cho anh Năm ăn thử cái chén nước chấm này chưa coi. chưa có ghim kìa, Đây nè, coi ha. Rồi rồi sáng vô ngon là sắp tiếp màn hình nó gắn rồi. máy Vô được Năm, đi xúc vô đàng hoàng Năm. Rồi, lắm. Màn Cho anh Năm hình ăn được chưa? thử cái chén nước chấm này coi xuất sắc không. Không dầm cho nó cay em. À chị xuyến mà lấy ốc Để nguyên gì đi, anh để nguyên trái, cắn nguyên trái à. Lấy ốc ừ nhỏ. chị xuyến lấy ốc đưa cho chú anh Năm ăn cái Gì mà chảy nước mũi để ghê vậy? mà lấy ốc cho Để vợ lấy ốc cho chồng ăn. dạ Ôi rồi ơi. Nghiệp xin chào cả nhà nha. Đây đang lấy ốc Rồi nè, giờ à. là món ốc đã chín rồi. Đây đây đây, để anh mời đâu có mới được. Dạ còn nóng hôm nay từ từ cái Rồi chú Năm mời, vậy mời ăn rồi. luôn đi. Để thổi hỏng à, từ Rồi, từ rồi nha, biết rồi. tại nó còn nóng Mời nữa. mấy anh em bên là cộng đồng mạng với mấy chị em nha, bên cộng đồng mạng với mấy anh em YouTube về với trong ngoài nước là một lời chào trân trọng nhất, rồi xin cảm ơn luôn, rồi mời ăn ốc luôn mấy anh mấy chị ơi với bên nước ngoài á, là vì ăn ốc với anh Năm sầu riêng, Cho anh Năm sầu riêng xin phép. cho anh Năm sầu riêng ăn ốc này là ngon lắm nè, ốc này ốc anh Năm nuôi Rồi anh Năm ăn thử mấy chị, lai vô đi mấy chị ơi. Vô cái mới tin. Rồi ăn đi chị Xuyến, ăn đi chị Xuyến, ăn đi. Thôi anh ăn thử coi ngon không anh. Anh Năm phải khui lại cho chị. Nước Chị khui cho anh rồi. dừa hả? Không có nước ngáy à. Nước gì? Chị trắng mình á. Rồi giờ tới anh khui lại cho chị. Ăn khuôn, ăn khuôn. Anh cái đít ngon quá, mình bỏ đít uống hả? Cái đít ngon lắm. Cái đít kia. Cắt phải ngon chắc mà bỏ uống hả? Cái đít kia anh ăn chứ cái đít này anh không ăn. Rồi đút coi. Đút luôn. Đút coi, đút Nóng coi. à, đâu không được. Để đút, đút, anh đút. Không có nóng. Nóng mình dùng miệng. Nóng đâu mà nóng. Dạ. Ngon không? Ngon lắm. Ngon ha. Quay lại. Quá ngon anh ơi. Chiều nay về chắc mua ốc là được ăn quá. Cái gì vẫn nhớ anh Năm hoài ha. Dạ. Cứ Ok. cầm lên gì đi để cho ngon ngon chút. Nhớ anh Năm thù ghi ha. Ăn ốc anh em mình Rồi mời mấy chị em với anh hai hai em vợ ăn chồng ốc ăn ốc nha. đi. Chị Xuyến là lễ ốc và thổi cho nguội đút chú Năm ăn coi. Ăn uống cứ tâm sự bình thường đi. Ừ, hai hai chồng tâm sự bình thường đi. Mời cộng đồng ăn chung với mình ốc nha. Ốc luộc chấm nước mắm xả nè. Ngon lắm anh nè. Ngon ha. Anh nói nghe ngon lắm đâu, anh ăn thử chết thôi. Ở cài lắm. Cái ăn không cay sao ngon. Ớt mà không cay sao ngon. Ớt không cay sao mà ngon. Ớt nào mà ớt chẳng cay. Anh nói nghe là người ta hỏi mình vậy chứ ốc này có ốc cua vàng không có mà. Ốc vàng đâu mà có nhiều đâu, có nhiều đâu cái mà này có ốc cua cua vàng vàng không? với đọc mì Không. Không có hả? Ít lắm, không có đâu ốc cua vàng hồi đó ngày xưa nhiều, bây giờ đâu có. Em gái ăn ốc mà em gái. Ăn ốc. Ăn ốc mà em. Chị Xuyến chắc phải ăn cay lắm hả chị Xuyến? Tuần cay mạnh lắm. Ăn Gà đi, vậy lắm hả? ăn tự nhiên thoải mái đi. Để Em em vô vô ăn đi, ăn anh mạnh vô vô. lễ à. Có gì mà hết. Ăn ốc em lãng nguyên gì mà anh tính mở đít nữa là. Thì anh không phải ăn đít. Đâu, đúc ăn Mà anh thôi. phải ăn đít đít Đâu. kia à. Thôi để khoan, để nguyên cái này nguyên con, không chịu đít để tôi ăn nha. Nó đã. Quá. Đã. Xuất sắc. Rồi. Đâu, đưa ông Năm cái coi. Nó ham ra. Đã. Quá. Rồi. Quá xá luôn. Có ăn miếng hành, ăn miếng chả nên mới ngon. Nó mong Ăn ngốc em mà anh. Ăn Ngốc lắm nè. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ngon không? Ngon lắm. Mà cái nhà ăn ốc nha. Đi làm mệt mà về có vợ nấu ốc rồi đút ăn ngon quá hết chú nè. Nấu cái gì á? Anh thấy em làm đồ ăn được không? Được ngon. Vậy là được ha. Mày điểm năm. Hỏi làm vợ được chứ. Mười điểm hả? Đồng ý không? Nó làm anh chồng phải không? Không, cái đó anh em bạn. Anh ơi, anh ăn ốc nè anh. Dạ, ông làm giỏng nữa kìa.
Anh làm giống rồi, anh ăn ốc không kêu ấy múc cho riêng việc cho anh tao đi. Cứ ăn đi, mình lo mình đi. Rồi mình ăn xong cái mình quan trọng là chị hỏi Năm coi con nào chưa ấm đi. Chị Xuyến. Con nào kìa. Chị Xuyến hỏi Năm coi em làm vợ được chưa? Em làm vợ rồi, con này nó mới ngon nè. Trứng kìa. Con đó bù vàng đó. Ăn cho thục luôn. Ờ nó có cục trắng tươi nè. Ăn cho thục. Cục trắng tươi nè. Thì mang đi. Em ăn ốc gì vậy? Gì vậy? Ốc trứng chứ ốc gì? Trong ốc cũng vàng mà. Vàng đâu vàng. Ăn luôn trứng hả? À? Vàng không? Không. Ăn con bự đi. Thôi em ăn gì? Ăn không sao thục. Không không. Sợ gì sợ mấy ai? Sợ hoài. Thấy ngon không? Có đọt giấc lòng không? Hái cho anh Năm vài đọt luôn đi. Thấp miếng nước mà ốc à. Vô. Lấy cho anh Năm vài đọt giấc lòng luôn. Đồng bì, đồng bì. Vàng, có à, mà hái cho ông số ghế cao đàn ông nấu tối uống coi. Rồi ăn mạnh vô chị ơi. Ăn mạnh đi. Còn nè, còn nhiều quá. Nó chờ cho mấy anh em mình ăn. Không cứ ăn đi, em cứ ăn đi. Lâu lâu rồi em mới lên. Lâu lâu rồi ông đãi chị mà. Người ta đãi mà anh em về anh em ở đây người ta ăn giờ nào không được. Ăn nữa đi anh. Ăn nữa đi anh, cho nó mạnh anh. Nè, đâu? Không á. Vô. Ô. Ba mấy chị em ơi. Mấy chị em mai mốt cái nấu giờ lên làm mì gan đi anh Năm Sầu Riêng nha. Ừ. Sức thì còn cứ đi mò ốc rồi vợ với ông là phải nấu à. Nấu rồi ăn rồi đút đút à, cái đó có hạnh phúc. Tay trái của Năm sao thấy gì chật quá hả? Chú Năm hồi nãy lén hết mấy cái hai ba cái hai ba cái hả? Mấy cái hùng mấy cái hai ba cái gì Xuyến khai nè nãy ông gần ông hùng mấy cái hai cái hả gì chị nào em nhờ em có thương anh không? Chị Xuyến kể ra lên luôn coi. Đúng rồi, ơi, để đúng cho mới biết chứ. Ông nói sao? Đang luộc ốc á. Anh đứng sau lưng mình, anh hôn mình gái hỏi chứ em có thương anh không? Cái chị Xuyến trả lời sao? Tôi giật mình. Cái đó, không, anh làm sao? Cái đó là phản xạ giật mình nói thương hay là thương thật? Thương thật đó chứ. Thương thật đấy nha, đừng có phản xạ giật mình thương nha. Ông ơi, em có thương anh thiệt không? Mấy ông tưởng mình nó chơi á. Thương cái này ta đến đây là ta đến thiệt là ông. Không phải. Nếu không thiệt ai cứu làm gì? Mình về đây thấy sung sướng rồi nè. Ăn uống đồ ăn đồ đúng có đầy đủ á. Đúng rồi. Mát mẻ nữa. Mát mẻ nữa. Quá im rồi. Mà ai có là có tù mới gặp anh Năm à. Dạ. Thì anh Năm lo trước hết mà. Tù mới gặp ha. Tù là không gặp nha. Không có tù thì sao gặp. Cái này hết rồi còn gì nữa. Thì bên bển ta mới trồng đó cái chút chút không đâu thấy. Ốc của mình ở dưới hầm mình như thế nó không có ấy nhiều không anh? Không phải, nó ăn ba bông súng đó. Dạ. Em ăn đi. Ăn bông súng không? Nó ăn ba bông súng đó. Bông súng như mít. Mít được. Mốt là cho ăn sầu riêng luôn. Mốt là cái vỏ sầu riêng dục xuống ăn luôn. Mình ăn cái cơm nha, rồi cái vỏ hay cho nó ăn. Sao mình không cho nó ăn cơm luôn? Ăn cơm mà đâu được, thì lỗ sao? Chứ con chép ăn gì chú? Hả? Con chim chép ăn gì? Chứ không biết ăn gì, bị gì hồi nào gì chưa thấy nó nổi lên. Dạ, con chim chép ăn cơm. Hả? Gà, bảo con chim chép ăn cơm. Chim chép ăn gà. Hả? Chim chép ăn cá lóc. Cá lóc á, còn vậy con sai. Cá lóc. Ăn mạnh mạnh vô gì mà. Ăn hết đi. Anh ở đây anh ăn hoài à. Con cái là biết sao không? Lễ giờ đút bả ăn. Đang lễ đó. Lấy con khác đi, Có con này. Đâu có. Để con lẹ ngốc lát nè, nó mập cái ghê không? Thôi nãy em. Cái này mình đâu có ốc con vàng phải không? Không. Cái đậu tép. Lát không á anh? Đâu đút bạn không em? Nè, bu nè, bu lát không nè. Anh có uống rượu không? Không. Ờ nè. Ôi giời. Đi ông gì bỏ rồi. Vô làm mày que. Ăn ăn. Ôi giời, mình gạt hết biết luôn. Hạnh phúc lắm mà mấy chị em. Ăn ốc có thèm rượu không? Không. Bỏ rượu rồi. Tưởng thèm rượu nhậu với bả luôn. Bỏ rồi. Bỏ rượu rồi. Bỏ hả? Bỏ.
có bỏ gái không? Không mà gái không bỏ. Vậy hả? Bạn gái không bỏ. Vậy hả? Anh ơi. Ừ. Em nhìn gương mặt em có đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Em đẹp nhất đêm nay hả? Em đẹp là như hồi đó anh quen mấy cái người mà anh quen đó, không có người nào bằng em hết. Dạ, không thấy nãy giờ hung lén làm sao, trước mặt đông người không dám hung ha. Bởi vì như vậy là không được đó, không thương chị Xuyến rồi đó, mờ ám. Xin phép đi. Đó, bây giờ thôi lỡ rồi, giờ chị Xuyến khai hết rồi đó, giờ xin phép cộng đồng đi. Không dám. Nói cho năm bữa nay một lần thôi. Ăn đi em. Ăn mạnh mạnh lên ơi. Em cứ ăn đi, anh ở đây anh ăn hoài à. Bây giờ chú Năm nè, xin phép đi rồi chú Năm nói là cho anh một lần. Hôm nay mình ăn mà mình quên mất hai dĩa cho anh mình ăn. Ngon quá nè, anh ăn đi. Không ăn đi em. Đúng rồi, không có vàng không hả? Anh ở đây anh ăn hoài à. Ông sao thục. Nè, ông phép gì? Không có vàng. Không có vàng hả? Ông sao thục. Ăn đại đi. Ông ăn đại đi. Những lần đó là sai. Thật là sao. Ngon nội ơi. Chị ăn vừa hát bài rồi. Ăn nãy giờ mà mình quên một chuyện. Quên biết quên như gì không? Gì? Em quên hôn em á. Hay dữ trời. Chị Xuyến mà phải nói là sao cho được coi. Xin đi, xin phép đi. Chị Xuyến mở lời rồi. Chị Xuyến mở lời rồi. Chị Xuyến không ngại sao chú ngại? Không, bây giờ xin phép là được. Xin phép là được. Còn bây giờ chú nói chú già, chú bây giờ chú quay lại chú nói nè. Cho anh một lần. Một lần thôi. Đó, mình tôi bị rồi. Phải cười kìa. Cười lớn rồi. Không, bây giờ mình chỉ hửi thôi, không có hung. Đưa lỗ mũi vô cái má được rồi. Đưa cái tay, đưa tay bển ơi. Ừ. Đưa tay chị Xuyến. Đưa tay ơi. Hung cái tay thôi. Ừ, hung tay đi. Dám. Hung cái tay rồi. Hung cái tay đi. Không dám. Hung cái tay được rồi. Hung cái tay được rồi. Có hơi nước mắm không? Ừ. Nghe mùi tỏi không? Mới đầu mới còn tỏi thử rồi, thử không mùi tỏi không? Cái tay nó hơi làm gì á? Không có tay được rồi. Cái tay không được. Dạ. Chú Năm xin phép cộng đồng nghe cho chú Năm hung cái tay của chị Xuyến cái. Rồi chắc nhận đồng ý. Anh ăn. Ăn đi. Cái này chừa lại ngồi cho. Ăn hết đi, ăn hết đi. Ăn hết đi. Ăn nhóc đi. Ở đây mày đi ăn hoài hả? Ừ. Hôm nay là chị ăn hết đi cho ngon. Hôm nay là chị là chị đó. Ăn ốc á, ăn ốc cho no đi. Rồi là chườm cho nó nhanh xíu. Dạ, lại vậy đó. Cái nước ốc này ngon quá nè. Chúng nó vẽ cái mít gì à. Mít bự. Mít cháy hết. Ôi, hai chồng tình cảm quá. Hát bài chị ơi. Thì nghĩ. Đấm. Ôi, chú Năm nói không ăn là chị Xuyến đưa cái lẹo là hả không à. Chú Năm chú làm bộ thôi. Bộ thôi chứ. Chú là kêu người đẹp đến đúc đó. Hết đi, hết đi. Người đẹp nói coi. Bây giờ chị Xuyến ăn xong rồi hát bài nha. Dạ. Hát đi, hát lên, hát đi. Ăn đi anh. Ui vừa quá xa là vừa nè ha. Rồi. Anh học bài đó à? Không. Thuộc thì tiếp vô cây nha. Anh nói với em anh không có biết. Đã. Anh dốt chữ, có làm sao anh nói gì. Yeah. Dốt chữ muốn chết nè. Ừ. Cái chuyện mà cái làm ăn anh không có dốt. Dạ. Tại vì cái vậy, vậy anh ăn nữa đi. Không, không, em ăn đi. Nè. Mày ăn đi. Anh không ăn nữa. Ngon quá anh ơi. Ăn đi. Em ăn. Anh đây anh ăn hoài. Anh chú ý là bắt cho em ăn. Ừ. Bắt cho em ăn. Chú Năm, chú Năm cầm ốc hút cái rột rồi chú nè. Năm cầm ốc hút nước nữa. Hút cái rột rồi. Hút cái giống không? Ừ. Giống không? Đúng à. Giống không? Đúng à. Đúng rồi. Ừ, giống không? Cái nước nè, cái nước ăn nước ốc nè. Có sao mùi xả không? Thấy không? Thơm mùi em không? Mùi xả mà có tay em làm vô nó mới ngon. Ngon không? Trời ơi, rất rột rột luôn. Rột rột luôn. Cái này hút hút gì chứ hút cái kia hút gì nữa à. Đúng rồi. Cái gì? Cái gì là cái gì nói để thôi, chứ. Thôi tôi không nói ra, bên đồng ăn. Ăn phở rồi đó. Hút ngon ha. Phở rồi đó. Hút trồng đỏ hột gà. Ngon lắm. Cười. Thôi hát bài chào khán giả. Hát tặng hát thì cũng dễ nhưng mà nhớ khúc nào thì mình ca khúc. Đúng rồi, liên khúc luôn hả? Chứ bữa nay là đến đây là chị Xuyến thứ nhất là để biết nhà chú Năm, đúng không? Thứ hai nữa coi là hai người có tình cảm hay không. Đó.
thì sẽ sau này sẽ mình sẽ tìm hiểu thêm đó. Ừ. Thì bây giờ chị Xuyến cứ bộc lộ cái khả năng của mình đi. Ừ. Để cho chú Năm tối nay là chú Năm sẽ không ngủ được. Dạ. À, chú Năm đừng có mò lên chảnh nghe. Đây đó gần mà. Lên nữa không Năm? Hả? Lên nữa không? Mày chắc chưa đâu, mày còn chắc mất làm rồi. Kìa. Bây giờ còn mất làm biết lắm, không đi được. Bỏ làm luôn á. Không được đâu, rồi thường viên mà bỏ rồi nó ra. Em mất kìa em. Đây nè. Em ăn đi. Ăn đi chị, ăn đi. Là thượng nhóc. Ăn đi thơm thơm. Hôm nay nó nghe là cục muối á, thì cục đường á thì mình chia làm hai ha. Giờ miếng mít mình cũng chia làm hai. Đây anh ăn mít. Cắt nửa bằng chân hả chị? Dạ. Đây mít, mời mấy chị em ăn mít luôn nha. Dạ mấy chị em. Anh chị em mình ăn mít nha. Mít nha mấy chị em. Dạ. Cười quay hả? Ăn đi, cười gì quay á. Trời ơi, mấy em ăn nha anh. Nó đẹp trai, mấy nhảy đẹp hết sức. Trời ơi, khen toàn đẹp trai luôn, toàn lê lên luôn. Mấy em trai mình đẹp không? Đẹp. Ăn mít mà nó đứng nó nhảy kìa đẹp. Eo ẻo đứt được rồi ha. Rồi có hát không? Hát thì hát đi. Cười không vậy? 1, 2, 3, vô. Vô. Ôi vui quá xa là vui, đàn trai là hăng hai, bên gái cũng đều vui. Ngày xuân qua lá thêm đẹp tươi, tô sắc muôn màu thắm tươi cho ngày vui. Thằng Tư đang nói với thầy Tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng Sao. Tôi tính năm này tôi cưới luôn chị Xôi. Anh Xôi đang nói với chị Xôi, có chú ghệ hiền xứng lứa là vừa đôi. Hai bên chung họp một nhà, ôi ta một nhà vui quá bà con ơi. Anh Xôi đang nói với chị Xôi, mang ốc tính cao chầu đi cử chị Xôi. Anh Năm. Đi cử anh Năm mít với anh Năm Sầu Riêng. Anh Năm nói cao chầu đi cử chị Xôi. Đàn trai hăng hái rất là vui, đầu xuân qua lá thêm đặc tươi, muôn sắc muôn màu tươi thắm cho ngày vui. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này tôi cứ luôn vào thằng Sao. Tôi tính năm này tôi với anh đang làm xui. Anh Xôi đang nói với chị Xôi, mai mốt cao chầu được nàng dâu. Ngày xưng tươi tốt qua màu vui, hai đứa đôi mình xứng lứa lại vừa đôi. Anh cho phép anh thấy gì không? Thấy thấy gì không? Chụp phê thấy cái mặt gì? Nãy nghe mùi gì chú Năm? Một kem thơm gì? Một kem chú Năm hồi nãy hôn hai cái là có mùi sao? Thơm không? Kem thơm chứ, thơm ha. Sao kỹ ta, ở trên đây không dám hôn mà từ gần tụi em không quay phim là hôn là sao? Sao quay lên thấy là sao chiếc pin lúc nãy cái mặt nó ta bảy không làm gì cũng sao thấy nó đi trên đó sao nó xuống vô lào rồi thôi chào khán giả đi chị Xuyến ơi với ông Năm ơi rồi anh chúc bên cộng đồng mạng với anh em chị em với nước với anh em YouTube và với trong ngoài nước một lời chào thân thương nhất rồi cảm ơn nhiều xin chào vô. Rồi, xin chào. Cũng xin biết xin chào khán giả rồi sao thay được với người đẹp không? Hứa với cộng đồng mạng thì sao? Rồi có muốn tiếp tục với chị Xuyến không? Không muốn là bên cộng đồng mạng và bên đây là để tìm hiểu. Bây giờ là trước mắt là tìm hiểu chị Xuyến rồi sao? Rồi khi nào mà bấm nút thì thông báo sao? Rồi thông báo sao? Rồi. Rồi chào. Rồi. Clip tiếp theo nha. Rồi cũng xin chúc cô chú anh chị em.